360 độ thể thao, một thế giới thể thao đa sắc màu, truyền tải những thông tin mới nhất về những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế. Từ những thông tin trong và ngoài sân cỏ giải bóng đá quốc gia cho đến những trận cầu đỉnh cao của thế giới. Tin tức tổng hợp các môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh với những phân tích, bình luận từ nhiều góc cạnh. Tất cả sẽ có trong bản tin Nhịp đập 360 độ thể thao được phát sóng vào lúc 6 giờ hàng ngày trên VTV3. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.